Liên quan đến vụ thầy giáo dạy ngữ văn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở của trường Trung học phổ thông Võ Thị Hồng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, chửi học sinh đầu trâu đầu chó chứ không phải đầu người. Ngày 30 tháng 8, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau chỉ đạo hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Võ Thị Hồng phê bình bằng văn bản đối với giáo viên này. Sự việc xảy ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2022. Trong giờ dạy ở lớp 10X5, thầy giáo này hướng dẫn học sinh ôn tập. Thầy nhiều lần nhắc nhở nhưng một số học sinh mất tập trung. Gần cuối tiết học thứ hai khoảng 8 giờ 30 phút, khi thầy đang hướng dẫn thì có một số em nói chuyện riêng, nằm xuống bàn quay ra ngoài. Do không kiềm chế được cảm xúc, thầy đã có những lời lẽ không chuẩn mực với học sinh.